Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios ở thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2024 này. Thì Toyota Vios thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và đều được lắp ráp ở trong nước với các phiên bản lần lượt như sau. Đầu tiên là phiên bản E số sàn thì có giá niêm yết sau giảm từ 479 còn 458 triệu. Và hiện tại thì đại lý còn hỗ trợ thêm nữa, hỗ trợ thêm 12 triệu tiền mặt cho anh chị. Thì tính ra số tiền bây giờ anh chị cần để lăn bánh nó chỉ rơi vào khoảng là 497 triệu để lăn bánh. Và phiên bản thứ hai là phiên bản 1.5e CVT thì có giá niêm yết giảm từ 528 triệu còn 548 triệu. À 500 còn 488 triệu, giảm 40 triệu và được đại lý giảm thêm 10 triệu tiền mặt nữa. Thì tính ra cho anh chị lăn bánh thời điểm hiện tại chỉ rơi vào khoảng 532 triệu thôi. Nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị trước giúp em khoảng 155 triệu. Còn phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 1.5G ở trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết giảm từ 592 còn có 545 triệu thôi. Và ngoài ra thì được đại lý hỗ trợ thêm là 15 triệu tiền mặt. Tính ra anh chị bây giờ lăn bánh nó chỉ rơi vào số tiền khoảng 590 và trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em số tiền khoảng 172 triệu là xong xuôi rồi. Đó là vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm hiện tại. Còn tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết hơn về chiếc xe Toyota Vios này. Toyota Vios thì cũng mới được cập nhật ở thời điểm 2023 thôi, mà bước sang thời điểm 2024 thì đầu năm này thì và 2023 thì vẫn là cùng một cái form. Ở phần đầu xe anh chị thấy là một thiết kế mới, có cái logo dạng phẳng này cho phiên bản G. Thì chúng ta có là bộ tính năng Toyota Safety Sense, bộ tính năng an toàn. Và cái cụm đèn này là cụm đèn bi LED được trang bị trên cả 3 phiên bản. Đợt vừa rồi thì đại lý cũng như là nhà máy giảm rất là sâu cho anh chị, cho nên là cái giá thì hiện tại này nó gần như là ngang với cả cái thời điểm giảm 100% từ trước bạ luôn. Mà anh chị lại được xe 2024. Đó là đối với những cái đối thủ khác trong cùng phân khúc như là Honda City hay là Honda Accent thì Toyota Vios đợt này đang cố gắng chiếm lại cái vị trí trong cái thị phần của mình. Còn ở phần la răng thì chúng ta sẽ có la răng dạng phay xước với kích thước là 15 inch. Ngoài ra thì phần gương, ở phần gương chúng ta sẽ có là gương gập điện và chỉnh điều chỉnh điện. Tay nắm cửa mạ chrome. Và ở phần đuôi xe thì có cụm đèn hậu là dạng full LED và kết hợp với cả 4 cảm biến sau. Đối với bản G thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về mức tiêu thụ nhiên liệu của xe, nó chỉ rơi vào khoảng 5,87 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Còn ở phần nội thất thì chúng ta thấy phiên bản G này trang bị những gì. Phiên bản G này chúng ta sẽ trang bị là thay đổi sang nội thất full đen, có những cái chức năng cũng khá là hay ho, là có cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, rồi chống trơn trượt cũng như là bật tắt cảm biến. Chúng ta sẽ trang bị ở đây là cụm đèn auto, các cái nút để điều chỉnh cái màn hình đa thông tin và màn hình giải trí. Và ở phiên bản này thì để bổ sung thêm là lẫy chuyển số sau vô lăng cùng với màn hình 10 inch rất lớn ở bên cạnh. Một cái này cải tiến lột xác về nội thất là chúng ta sẽ bây giờ dùng nội thất là màu full đen cho ra cái nội thất trông có thể thao và sang trọng cũng như là sạch hơn rất là nhiều. Cụm điều hòa tự động và cho ra hiệu năng làm mát thì cực kỳ tốt rồi. Ghế da có đục lỗ anh chị nhé, ghế da này thì sờ mịn lắm. Còn hàng ghế thứ hai của Toyota tuy là không được trang bị thêm cái cửa gió điều hòa ở phía sau, tuy nhiên là có cái hai cái cổng sạc ở đây để cho hàng ghế thứ hai sạc nhanh luôn anh chị ạ. Và một cái đặc thù, tuy không có hàng ghế thứ hai có cửa gió nhưng mà cái làm mát của xe Vios thì không ai có thể chê được. Một cái điểm nữa là anh chị sẽ thấy có hai cái loa trên cánh cửa hàng ghế thứ hai, chứng tỏ là chúng ta sẽ có là 6 loa, tổng là 6 loa trên chiếc xe này và 7 túi khí. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios này. Anh chị nào còn em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.